Thanh nó lại. Dạ. Con xem bằng tay ra mẹ coi. Dạ. Vì cái môi nữa. Tại sao con sơn như thế? Cái bàn tay đâu? Cái bàn tay đâu? Tại vì con muốn làm cho con đẹp. Con bao nhiêu tuổi mà con làm cho con đẹp? Cái môi vậy nữa? Tại vì con làm cho mẹ biết con đi chơi. Ngày mai á là về ngoại rồi. Con muốn về ngoại với con ra bà ngoại. Bà ngoại có muốn con sơn cái môi vậy đâu? Con bao nhiêu tuổi mà cô sơn cái môi như vậy? Bởi cái cục sơn đi có đẹp lắm. Con biết con sơn như vậy mọi người sẽ cười con không? Cái thứ nhất cái quan trọng á là nó sẽ hư môi con, nó hại da con. Xong bác sĩ kéo cắt cái môi con luôn. Con biết không? Nó còn làm gãy tay con nữa mà. Con có biết không? Dạ. Con là đứa con nít ngoan hay là lì lợm? Con nói mày nghe, con tự đánh giá coi. Lì lợm. Con lì lợm hả? Con làm cho mẹ đau, đau cổ họng á. Một ngày là mẹ đau, rất là đau luôn vì la con đó. Con khoanh tay lại. Con sẽ hứa như thế nào con tự nói đi. Con sẽ hứa là ông quậy cửa không lấy ra sơn môi với sơn cửa không sơn móng tay cửa. Con hứa rồi con nhớ không? Hay là một chút rồi con quên? Con hứa. Con nhớ hay là con quên? Con hứa mà. Bây giờ cái môi đó như thế nào? Có chùi hay là để? Chùi. Con cảm thấy con đẹp không? Con nhìn con thấy con đẹp không? Đẹp. Đẹp lắm hả? Một lần nữa là mẹ sẽ đánh con nha. Mẹ bắt con khoanh tay ở đây luôn nha. Dạ. Mẹ tha lỗi cho con thì con sẽ nói như thế nào? Dạ. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Con làm vậy là mẹ đánh nha chưa? Dạ. Rồi mẹ tha lỗi đó.